Trong suốt những ngày nghỉ lễ thì Tuyết Nhung, Thiên Ngân và Juno đã tranh thủ thời gian đến quán chai 10.000. Tại đây thì Tuyết Nhung, Thiên Ngân và Juno đã có những hoạt động vô cùng ý nghĩa để giúp bà con nghèo có những bữa cơm ngon và chỉ có giá rất là 10.000, rất là rẻ thôi. Và tại sao thì các em lại có những cái quyết định như vậy? Bởi vì là trước đây khi mà mẹ Phi Nhung còn sống thì những ngày mà được nghỉ rảnh rỗi không phải đi hát thì mẹ luôn luôn là dẫn các em đi theo cùng để đi cùng phát cơm cùng với mọi người hoặc là làm những việc từ thiện. Bởi vì là trong cái khoảng thời gian này mọi người người nhà nhà thì mọi người tận hưởng những kỳ nghỉ lễ bên gia đình. Tuy nhiên thì có những người kém may mắn hơn, những người lao động chân tay với mức lương ít ỏi vẫn phải chật vật ở Sài Gòn. Và chính vì thế hiểu được cái cảm giác đấy thì Tuyết Nhung và Thiên Ngân cùng với Duy Juno đã đến quán cơm để phát cơm cho mọi người. Và mọi người nhìn ấy, với cái tinh thần là của các con vô cùng hào hứng và hứng khởi. Trên mặt các bé thì hiện lên những nụ cười vô cùng ấm áp và dễ thương. Có thể nói rằng đây là việc làm bắt nguồn từ chính tâm của các bé, nên là những người nhận những hộp cơm được chuẩn bị từ tay của Tuyết Nhung, Thiên Ngân và Juno đều cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc khi ăn. Bởi vì là người ta nói rằng là của cho không bằng cách cho. Chính vì thế mà nhìn các bé hào hứng cũng như là vui vẻ trong cái việc là giúp đỡ cộng đồng như thế, là trao đi và nhận lại, thì khiến mọi người cảm thấy vui vẻ và ấm áp hơn. Đây là cũng một điều mà các bé đọc được rất nhiều và phát triển từ cái tính cách của Phi Nhung, cũng như là trong suốt cái khoảng thời gian mà đi cùng với Phi Nhung trong suốt quãng đường dài trong sự nghiệp của mình. Và mọi người có nói rằng là cho đi thì nhận lại. Chính vì thế mà Tuyết Nhung và Thiên Ngân, Juno cũng mong muốn là trao đi cho nhiều những mảnh đời bất hạnh để có thể đem lại rất nhiều điều hạnh phúc hơn. Trong chuyến từ thiện lần này thì mặc dù là từ thiện ở trong thành phố Sài Gòn thôi, nhưng mà Tuyết Nhung, Thiên Ngân và Juno đã nỗ lực hết mình để có thể là phát được rất nhiều món quà, rất nhiều hộp cơm 10.000 đến tất cả các quý vị khán thính giả cũng như là những người lao động, càng nhiều càng tốt để rất nhiều người có thể tiếp cận được. Bởi vì là trong cái khoảng thời gian này thì mọi người nghỉ lễ hết rồi, và ở Sài Gòn thì còn rất ít các tổ chức từ thiện hoạt động. Chính vì thế mà rất nhiều người cơ nhỡ lang thang hoặc những lao động chân tay mà có đồng lương thấp sẽ rất là hiếm những cái cơ sở để có thể có nhiều cơm giá rẻ để ăn. Và chính vì thế mà cái việc ý nghĩa này trong đúng thời điểm này đã khiến cho Tuyết Nhung, Thiên Ngân có thể cảm thấy là đúng người đúng thời điểm hơn và trong cái khoảng thời gian này, và có thể là giúp mọi người sống sót được qua cái kỳ nghỉ lễ rất là dài. Đây là một điều mà rất đáng tôn vinh và đáng trân trọng. Và tiếp theo đó là ba Diễm Phạm, là sau trong cái khoảng thời gian nghỉ lễ rất dài này thì Diễm Phạm cũng mong muốn là đưa các con ở dưới chùa về ở nhà của mẹ Phi Nhung. Mặc dù là đây là một không gian rất là nhỏ bé thôi, nhưng mà lại chứa đựng rất nhiều điều tình cảm của Phi Nhung tại đây. Chính vì thế mà Diễm Phạm muốn đưa các con về đây để các bé là Đức Hiếu, Đức Trí, Đức Đạt, Đức Thành, Phi Như có thể là chơi cùng với lại các anh chị em ở dưới chùa. Và đây là một điều mà có lẽ là mọi năm khi mà Phi Nhung nghỉ lễ trong khoảng thời gian dài như vậy, ngoài việc đi hát thì Phi Nhung cũng cùng với các con xuống dưới chùa hoặc là đưa các con lên chùa để có thể có một những cái bữa ăn thân mật. Mặc dù là chỉ là những bữa ăn nhỏ thôi, nhưng mà cũng chứa đựng rất nhiều điều tình cảm của các anh em với nhau. Mọi người thì cùng vui chơi cũng như là cùng đi siêu thị, rồi là cùng nấu ăn, vừa để cúng mẹ lại vừa để có những cái hoạt động vui chơi khác. Đây là một điều vô cùng trân quý trong tình cảm không chỉ là của với những người con của Phi Nhung mà còn của với ba Diễm Phạm dành cho các con. Để các con về đây cũng được có thể thăm mẹ nữa. Lại là những bài học mà Phi Nhung dạy các con trong suốt khoảng thời gian mà Phi Nhung
có cái khoảng thời gian với các con, bất kỳ một ai đều tự tay Phi Nhung chăm chút chăm bón. Lần đầu tiên là người mẹ đỡ đầu giúp các con có một cuộc sống tốt hơn. Và chính vì thế mà chuyến về nhà lần này là một chuyến vô cùng ý nghĩa, không chỉ với Diễm Phạm mà còn tạo nên những mối quan hệ rất là đặc biệt đối với các con với nhau, để các con luôn nhớ rằng là các con luôn 23 người con của Phi Nhung luôn là anh chị em của nhau, cũng như là khi gặp khó khăn thì các anh chị em luôn luôn đùm bọc lẫn nhau. Và có một câu chuyện kể ra như thế này là trong lúc mà mọi người và các con thì đang nấu cơm cho nhau ăn rất là ngoan, bởi vì mọi người thấy là các bé là mặc dù là rất ít tuổi thôi nhưng mà cũng biết tự nấu cơm cùng nhau, chia sẻ cùng nhau và cũng có mang một bát cơm nhỏ để mời mẹ Phi Nhung. Và đây là một điều rất là ấm áp, và dường như là các bé thì luôn luôn nghĩ mẹ Phi Nhung vẫn còn sống, vẫn còn hiện diện ở đây, và nhìn các bé thì vui chơi cùng nhau, đùa nghịch cùng nhau mà mọi người cũng cảm thấy rất là ấm lòng, bởi vì tình cảm thì luôn luôn là gắn liền với các bé. Tình cảm của những đứa trẻ dành cho nhau, dành cho Phi Nhung thì không lời nào có thể nói dối hết được. Đã trong suốt khoảng 2 năm qua khi mà Phi Nhung mất đi thì Diễm Phạm cũng đã giúp các con có những cái cuộc sống tốt hơn. Và gần đây thì Phi Như cũng như là Tuyết Nhung cũng có lộ lại những cái khoảng thời gian, những cái kỷ niệm trước đây với Phi Nhung. Và trong cái bài viết đó thì Phi Nhung cũng có nói rằng là các con có biết là vì sao mẹ sang siêng tập thể dục không? Thì đó là vì lý do là mẹ muốn có một sức khỏe thật tốt để sau này các con không phải chăm sóc cho mẹ mà mẹ có thể tự chăm sóc cho mẹ được, vì mẹ không muốn là gánh nặng của các con. Và Tuyết Nhung cũng dưới bài viết này, mặc dù là bài viết đã 2 năm rồi nhưng mà có thể thấy rằng là mỗi lần buồn hoặc là ngày nào, Tuyết Nhung cũng vào lại trang cá nhân của Phi Nhung để ôn lại những kỷ niệm với mẹ. Từng câu chữ mà Phi Nhung nói ra hay từng hình ảnh thì đều khiến Tuyết Nhung rơm rớm nước mắt. Và Tuyết Nhung có nói với mẹ một câu ở dưới bài viết, đó chính là: dạ con nhớ rồi mẹ ạ. Và mọi người có thể thấy rằng là Tuyết Nhung hay Thiên Ngân thì vẫn luôn luôn đau đáu về nhớ những bài học kỷ niệm mà được Phi Nhung dạy dỗ trong suốt khoảng thời gian mà em được nhận nuôi và ở cùng với Phi Nhung. Mặc dù là khoảng thời gian mà Tuyết Nhung hoặc là Thiên Ngân ở với Phi Nhung không nhiều, nhưng mà các em vẫn học được rất nhiều điều từ Phi Nhung. Và ngay cả bây giờ khi mà Phi Nhung mất đi rồi thì Tuyết Nhung, Thiên Ngân vẫn giữ trong mình những cái kỷ niệm mà bên cạnh Phi Nhung, trong đó là có thể kỷ niệm mà những chuyện nhỏ nhặt thôi, là Phi Nhung dặn các con là phải tập thể dục để giữ sức khỏe cho chính bản thân mình, bởi vì không có gì quý hơn sức khỏe của bản thân mình cả. Đây cũng là một điều mà dặn dạy các con. Đến bây giờ thì ngay cả Phi Như hay là Đức Trí, Đức Thành, Đức Đạt ở nhà cũng đều là tập thể dục hàng ngày và đều đặn. Các bé còn được dì Trinh và ba Diễm Phạm cho đi bơi để rèn luyện sức khỏe nhiều hơn nữa. Đây là một điều rất đáng trân trọng, không chỉ là đối với các bé mà còn đối với Phi Nhung nữa, bởi vì Phi Nhung ở trên cao chắc chắn sẽ cảm thấy rằng là cuối cùng thì những điều mà mình luôn luôn mong chờ cũng đã xảy ra. Đây là một điều cảm thấy rất ấm lòng. Ở trên cao thì Phi Nhung rất ấm lòng về điều này. Đã có một điều mà mọi người cảm thấy rất là trùng hợp đối với không chỉ là Phi Nhung mà còn đối với Mạnh Quỳnh, là hai người cũng đều nói rằng là trước đây thì Phi Nhung có nói rằng chỉ có âm nhạc mới làm Phi Nhung không suy nghĩ mà thôi. Và đến bây giờ thì Mạnh Quỳnh cũng chia sẻ rằng là chỉ có âm nhạc mới làm Quỳnh Nhung bớt đau buồn. Mạnh Quỳnh chia sẻ trên những trang cá nhân của mình rằng: với tôi, chỉ có âm nhạc mới có thể vực tôi dậy từ tận cùng của sự đau khổ, buồn phiền, tuyệt vọng hay chán nản cho cuộc sống. Cho nên đừng ai có thể làm tôi nản chí khi âm nhạc vẫn còn hiện hữu trong tim tôi. Cuối tuần ai đi đâu thì đi, không có show thì tôi tự tìm cho mình niềm vui bằng chính lời ca tiếng hát của mình. Một sáng tác rất hay và rất đời của nhạc sĩ trẻ Ngô Minh Tài mà Mạnh Quỳnh được tác giả trao lòng tin vào các khúc này, hy vọng sẽ được mọi người được ra mắt khán giả trên khắp nơi trong thời gian sắp tới. Các khúc này Quỳnh không hát một mình đâu, sẽ dành bất ngờ cho mọi người khi các khúc này được trình làng nhé. Mến chúc buôn nhà một buổi tháng ăn vui và hạnh phúc. Và không biết là Mạnh Quỳnh có hát với ai không, nhưng mà mọi người thì luôn trân trọng những cái khoảng thời gian mà Tuyết Nhung, Thiên Ngân cũng như Mạnh Quỳnh ở cùng nhau để tri ân cho Phi Nhung. Và vào đúng ngày 1 tháng 5 trong 4 năm trước thì Phi Nhung cũng đã nói với mọi người một điều như thế này rằng: đặc biệt ngày lễ, chị hai không có quà tặng cho các em, nên thả thính tàng hình trong dịp lễ thôi nhé. Ngày mai là hết lễ thả thính rồi, và bây giờ hai chuẩn bị đi làm rồi, các em đi chơi lễ vui vẻ nhé. Và Mạnh Quỳnh cũng đăng một tấm ảnh, Phi Nhung cũng đăng một tấm ảnh, đó là tấm ảnh mà Phi Nhung đi làm. Và có thể thấy rằng là trong khoảng thời gian này thì Phi Nhung, trước khi mất thì Phi Nhung vẫn luôn luôn là có những cái khoảng thời gian mà nỗ lực đi hát, bất kỳ show nào thì Phi Nhung cũng nhận để có thể là có một khoản tiền lo cho các con. Và có một điều mà mọi người cảm thấy rất là đau lòng, vào những ngày 30 tháng 4 hàng năm khi mà Phi Nhung đưa các con về nhà thì Phi Nhung cũng có nói một câu thế này khiến mọi người đọc mà ứa nước mắt, nghe cảm thấy rất đau lòng: mẹ đau lòng lắm, các con có biết không, nhưng sao mẹ có thể đưa các con về ở hết được, nhà mẹ thì nhỏ quá, mẹ đi hát năm này qua tháng nọ,
ai chăm sóc các con bây giờ, hu hu, ai đưa các con đi học, rồi đưa đi học về, ai nấu cho các con ăn, quần áo là ai giặt cho các con đây, có một mình thôi, mẹ phải đi làm các con à, mẹ đi làm thì các con mới đi học được giỏi, các con lớn lên, trời Phật thương, mẹ sẽ gửi các con đi về các chùa khắp các nước ngoài, để các con được đi học tiếp tục, chứ bây giờ thì các con còn nhỏ quá, mẹ làm sao mà chăm sóc các con hết được, mẹ nhớ cửa Phật và các vị thay vì phúc đức. Mẹ sẽ chăm sóc các con, dạy dỗ các con nên người dùm nhé. Mẹ sẽ cố gắng dành thời gian thăm cùng các con nhiều hơn nhé các con. Tuy không sai các con ra, nhưng đã chăm sóc và nhìn thấy các con lớn từng ngày thì mẹ cũng đã có duyên rất nhiều rồi. Mẹ thương các con nhiều lắm lắm biết không? Ước gì mẹ có thể có cái nhà thật lớn để mẹ đưa các con về ở hết. Các con chữ lớn thì ở nhà Phật giúp đỡ các con, Phật tử chăm. Lo tự học là mẹ vui mừng hạnh phúc lắm rồi. Cố lên các con yêu của mẹ. Kiếp sau, mẹ sẽ làm mẹ chính thức của các con. Đức Bình, Đức Hiếu, Đức Nhân, Đức Hoàng, Đức Hiền, các con nhớ lên cố lên nhé. Yêu các con nhiều lắm, yêu hơn bản thân của mẹ nữa đó. Con ơi cố lên nhé. Con đợi mẹ về, nghe lòng mẹ mà đau nhói vô cùng. Đây là những điều lời rất là chân thật từ tấm lòng của Phi Nhung dành được với các con của mình. Vẫn là những dịp mà 30 tháng 4 thì Phi Nhung thì vẫn đều đặn hàng năm là đưa các con về nhà chơi hay là về chùa để thăm các con, không bao giờ có thể quên được những ngày tháng đó.